Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của một bạn. Bạn yêu cầu mình là lọc mí trên và massage mí trên. Cái mí trên đó mình tự massage cho người khác á là nó dễ lọc hơn. Mình tự lọc thì nó hơi khó một tí, nhưng mình sẽ cố gắng hướng dẫn ha. Các bạn dùng cái cây massage mắt chuyên dụng ha. Các bạn nắm cái mí trên của mình nè, đó. Hơi khó lọc nhưng mình sẽ cố gắng ha. Bạn giữ mí và lấy cái cây massage, các bạn ấn xuống là mí trên mình sẽ được lọc lên ha. Lọc rồi các bạn giữ mí như thế này rồi mình massage thôi ha. Đó. Có nhiều bạn ngứa cái mí trên thì các bạn lọc mí trên massage thôi. Đó là cái cách lọc mí trên ha. Mình thì mình hay massage lỗ gàn. Cái lỗ gàn nó hay ngứa hơn. Mình tự làm thì mình massage mí trên nó sẽ rất là khó hơn. Nhưng mà cái đó là cái cách lọc mí. Còn mình hay massage mắt mình là mình cứ massage mí dưới và làm sạch lỗ gàn thôi ha. Đây là cái lỗ gàn nè, rất là ngứa. Cái khóe mắt bên này cũng rất là ngứa này các bạn. Mình hay ngứa cái đoạn mắt này. Cái công việc của mình là mình cắt tóc á, cho nên mình thường xuyên mình massage mắt lắm. Tại vì cái tóc của mình cắt tóc nam nó dây vào mắt rất là nhiều. Mà mỗi lần mà nó dây vào mắt á là mình không bao giờ mình dụa mắt cả. Mình toàn là lấy cái cây massage này mình gạt ra thôi. Làm như vậy nó cũng đỡ bị viêm mắt. Tóc nó sẽ không có ghim vào mắt của mình á. Đây nè, mình sẽ lặp lại một lần nữa cho các bạn xem kỹ hơn ha. Các bạn lấy cái tay các bạn nắm cái mi của mình á, nó sẽ không đứt đâu. Mình nắm nhẹ thôi, mình lấy cái cây mình ấn ấn nhẹ vậy ha. Đó, các bạn ấn nhẹ là mí mình nó sẽ lọc lên thôi ha. Rất là đơn giản. Nếu mà mình làm cho khách đó, là mình cũng hay lọc mí trên mình massage lắm, nhưng mà mình tự làm cho mình thì mình không có lọc mí trên mình massage, nó hơi khó một tí. Nếu các bạn mà đi ra đường bụi á, như bạn nào mà làm việc trên máy tính nhiều là các bạn massage mắt này cũng rất là tốt cho mắt mình ha. Cái này là mình cái cây mình massage bằng tay. Sau khi mình massage xong á, mình lấy cái cây massage, nó có pin trong này, nó rung, nó có độ rung, mình rung lại mắt mình nè. Nó có cái độ rung của nó cho nên nó làm cái mí mắt của mình rất là êm. Mình hay massage kiểu này để cho nó giảm cái mỏng mắt mình.
theo mình nghĩ là ít các bạn quan tâm tới cái việc massage mắt, nhưng mà các bạn cứ trải nghiệm đi, rất là tốt cho mắt của mình. Mình có tuổi rồi, mọng mắt mình nó sẽ xuất hiện nha các bạn. Tầm 35 tuổi trở đi là mình thấy xuất hiện bọng mắt rồi đó. Cách massage nó cũng rất là đơn giản, nó không có khó ha. Mình hay massage xong mà mình lấy tay mình xoa xong là mình lại vuốt vuốt mà đỡ cơ bọng mắt đó các bạn. Các bạn massage, các bạn xong các bạn nhớ cho cái nước nhỏ mắt vào cơ mắt mình, nó dễ chịu ha. Rất là dễ chịu. Chung công việc của mình nó là vừa cắt tóc vừa lấy tay cho nên mắt mình rất là mỏi, cho nên mình hay massage mắt lắm các bạn. Mà khách hàng của mình massage mắt là những bạn làm trên máy tính cũng nhiều á, chứ các bạn mà đi bụi á, đi ngoài đường nhiều á, mà các bạn hay ghé mình để mình massage mắt lắm. Mình cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình ha. Mọi đóng góp các bạn sẽ ghi dưới bình luận đó ha, để mình sẽ theo dõi và mình làm theo cái đóng góp của ý kiến của các bạn ha. Bye bye.